Xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi tiếp tục ngày hôm nay kênh máy xây dựng bên em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con cô bác mình rất và rất nhiều các mặt hàng nha. Hàng gia dụng cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Những cái hàng mặt hàng rất kỳ là phổ thông trong công việc hàng ngày của mình nha. Rồi đầu tiên em sẽ sell cho mình một cái sản phẩm, đấy là một cái bồ khẩu nha, một cái bầu khẩu. Đây là những cái công việc làm sửa chữa máy móc đấy, nhỏ nhẹ và gia đình thì xài cực kỳ là ok nhá. Có cần này và có tô vít này và có, nói chung là đầy đủ, mình chỉ về chỉ lắp vào và sử dụng thôi. Có các đầu vít này, đầu vít ba ke sao này, bông này, và nói chung là lục giác có đầy đủ hết nhá, ke bẹp gì có hết, và đầu khẩu luôn. Thì một bộ sản phẩm như này gồm có 37 chi tiết nhé, gồm có 37 chi tiết, em sẽ sell cho mình cho với một cái giá cực kỳ là rẻ luôn, 65.000 nhá, 65.000 một bộ cho em. Đấy, 65.000 một bộ cho em nhá. Đấy, rất chi là ok. Rồi. Tiếp đến là một cái bộ khẩu cần đa năng, một cái màu cần đa năng nhá. Ra đây là cái tay cầm thì nó có rất chi là nhiều, đây, mình xoay nhá, cái đầu mình có thể vặn khẩu, vặn tiếp này. Nó là có nhiều thông số này, 17, 16, 15, 14, 13 này, 12 hai đầu nhá. Từ 8, 10, 12 này. 8, 10, 11, 12, 13. Đấy, và đầu này em 4-5 đầu nha, một thứ là gồm có 5 đầu, tổng cộng là 5 đầu ấy. Thì cái cần này em sẽ sell cho mình với giá 100.000 một cái nhá. 100.000 một cái cần gọi là đa năng như này quý vị nhá, 100.000 một cái. Còn bác nào mà có được, nhà mình có đầu khẩu rồi thì em có một cái cần kiểu như này. Một cái cần kiểu như này quý vị nhá. Đây, đây là cái mẫu cần cần lờ này, cần lờ, đấy, cần lờ mà cần đa năng, mình có thể ngoắc qua bên này, ngoắc qua bên kia, tùy cơ ứng biến cho mình nhá, góc độ tùy theo góc độ ấy, mình lắc lẻo như nào cũng được hết nhá. Như này, và cần thì có hai loại, một cần dài một cần ngắn nhá. Cần dài thì nó là cần dài ấy là 110.000 này, cần dài là 110.000 cho em nhá, cần dài 110.000 ấy, rất chi là xịn sò luôn. Cái này để trong xe cũng rất chi là an toàn, nhờ có sự cố gì cũng làm cực ok nhá. Rồi cái thứ hai nữa là cái này, cần ngắn là 90.000 cho em. Cần ngắn là 90.000, cần ngắn thì nó 30 phân, còn cần dài thì nó 50 mấy phân nhé, 55 phân. Đấy, rất chi là ok, quý vị nhá. Rồi, cần dài 101 và cần ngắn 90. Rồi, bây giờ em đến lượt kẹp này, đây là cái kẹp chữ C, dành cho các bác thờ mộc này, thờ cơ khí, mình cưa, mình hàng, mình kẹp, mình trên bàn á, xong mình kẹp cái vật liệu, mình sửa, mình làm cho nó dễ sử dụng nhá. Thì ngày hôm nay có về thêm một cái mẫu nữa là mẫu 3 in, mẫu... cần C 3 in này nhé, 3 in này thì sale với giá chỉ có là 3 in quý vị nhá, 45.000, với giá 45.000 thôi. Cần 3 in này, 3 in là 45.000, còn 5 in thì nó là 75.000, còn 8 in là nó cao tiền hơn nhá, còn 6 in này, còn có 6 in nữa, đấy, 8 in quý vị nhá, quý vị 8 in là 95.000 quý vị ơi, đấy. Rồi, lên tiếp là cái bộ răng cho mình, bộ răng cao su nhá. Bộ răng cao su này thì gồm có 400 chi tiết đằng trong á, 400 chi tiết đằng trong, 80.000, với giá chỉ có 80.000 thôi. Giá rất chi là rẻ rồi, rất chi là giá cực kỳ yêu thương cho quý anh chị em bà con bạc mình. Rồi, lên cho mình cái mẫu búa này, cái mẫu búa quý vị nhá. Búa thì bên em có loại mẫu búa lùng. Búa lùng này là 38.000 nhá, búa lùng 38.000. Búa lùng đóng lên 38.000. Còn bác nào mua cái mẫu búa mà búa lớn này này, em đang sale giá cực kỳ rẻ luôn. Búa có cái chế độ 500 hit đóng đinh nhá. Đấy, là dắt cái đinh vào đây. Búa 55.000 một cái thôi. Mày nói là sale giá kịch sàng cho quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Giá mày nói là siêu rẻ cho quý anh chị em bà con bạc mình rồi. Rồi, kim cộng lực. Kim cộng lực mini 85.000 một cái nhá. Kim cộng lực 85.000 một cái này. Rất chi là rẻ quý vị nhá. Rồi, bộ kìm mở pha 4 cái này, bộ kìm mở pha 4 cái nhá, 155.000, gồm có 4 cái, 2 cái mở ra, 2 cái mở vào. Đấy, và một cái, 2 cái thẳng, 2 cái cong, có rất là ok quý vị nhá. Rồi, lên tiếp là một cái kéo cắt tôn, kéo cắt tôn nhá, hàng Kabushi của Nhật 10 in cho em, 95.000 một cái thôi, hay giá mình nói là rất là rẻ, 95.000 một cái cho quý vị nhá. Rồi, bộ combo kìm, bộ combo kìm gồm bỏ 3 cái nhá, sale với giá chỉ có là 120.000 thôi, 120.000 cho quý vị bà con bạc mình. Lên cái cưa tay này, em có cái mẫu cưa tay này nhá, cưa tay cưa gập,
hàng đi rất chi là ngon và xịn luôn. Đấy, mình không sử dụng thì mình có thể gập cong lại, gập gọn như này, cất giữ nha. Còn khi sử dụng thì mình có thể mở ra như này, cán sắc luôn nhá, rất chi là ok. Cái màu này thì 75.000 một cái nhá, 75.000 một cái cho em. Rồi, dao này, bên em có kilo dao này, dao mini nhá, dao này dao để gọt trái cây, dao gọt trái cây, hàng rất chi là ok. 16.000 một cây thôi, bác nào mà này là bạn chơi cho vui thôi, 16.000 một cây nhá. Kim kim hàng này, kẹp mát này, kim hàng kẹp mát đi combo hai cái 100.000 nha, combo hai cái 100.000. Rồi có cái lô đánh bóng này, cái màu lô đánh bóng nhá, đây là cái màu lô đánh bóng xe này, gồ này, nói chung là mình muốn đánh bóng gì đánh bóng nhá. 250.000, 250.000 cái lô này, hàng cực kỳ là ngon luôn và bao rẻ quý vị nhá. Rồi còn bác nào mà mình chuyên gia mà sửa chữa tính toán, chuyên gia mà tính toán nhé, tính toán thì có nhé. Cái màu này ấy, thì nó có thể sử dụng bằng năng lượng mặt trời, khi trời sáng là mình mở lên, không có pin nhá, không có pin nó là nó sử dụng ánh sáng mặt trời, mình tắt đi là nó sẽ tự tắt, quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, mở ra là nó sẽ sáng này, rất là ok, có sử dụng năng lượng mặt trời và đặc biệt là nó cũng xài pin luôn. Hay mình không cần ngần ấy thì mình mở cái này ra mình cho pin vào nhá, là mình cũng sử dụng ok quý vị nhá. Rồi 100.000 một cái này, máy tính tính cộng trừ nhân chia thôi nhá, tính bảng lớn đấy, cộng trừ nhân chia, bao rẻ bao ngon luôn nhá. Rồi đến cho quý vị bà con bạc mình, em xả cái lô thân này, xả cái lô thân thân quang pin nhá, thân quang pin 10 ly cho em này, thân quang pin 10 ly này 260.000, 260.000 thôi, giá phải nói là cực kỳ đẹp và quá tuyệt vời cho quý vị bà con bạc mình đấy, xả chân pin phổ thông nhá. Còn quý vị nào mà chưa có pin thì mua thêm pin. Pin 10 cell thì em bán 160.000 một quả thôi, phải nói là bao rẻ. Còn 15 cell thì nó là 15 cell là 290 nhá, 15 cell 290. 20 cell nó là 390 cho em. Đấy, 20 cell này thì hàng bao chất rồi. Ok chưa? Rồi, tiếp đến là cái bộ này là bộ đèn nhảy nhá, đèn nhảy thì mình trang trí sân khấu này, đèn chiếu ấy, sân khấu cho em khi hát nhạc nhá. Nó sẽ tăng cái đồ nhấp nhảy theo cái điều nhạc của mình. Cái này một em đang sale là 95.000 thôi, 95.000 một cái quý vị nhá. Phải nói là bao rẻ, 95.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi chào mừng toàn thể anh em nhá. Ngày này hôm nay là về lại một cái dòng sản phẩm này. Mấy ngày hôm nay mấy bữa cả tháng nay chạy hàng này. Giờ về lại một cái đồi kích 4 tấn nhá. Đồi kích 4 tấn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhé. Trọng lượng tối đa kích của nó là 4 tấn cho em này. Và hôm nay em cũng sale với giá cực kỳ là rẻ luôn. Quý chị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì ở em nhé. Rồi thì mình muốn kích thì mình phải khóa cái nút này lại nhá. Và khi mình mở ra này, mình mở thì mình đây em hướng dẫn luôn nhá. Đây là có cái cần theo kèm này, có cái cần theo kèm cho quý vị nhá. Một cái cần này theo kèm cho này. Này. Và cái này là mình để mình khóa mình mở này nhá. Mình giơ vào đây. Nó như này. Lúc nào mình hạ xuống thì mình nâng lên thì mình khóa nó lại nhá. Vàng theo chiều kim đồng hồ này. Và mình nối hai cái này lại này nhá. Nối hai cái này lại đây, có đầy đủ luôn. Dụng cụ đồ nghề đầy đủ. Đây, nó như này. Đây, như này là cần đòn bẩy nhá, cần đòn bẩy mình kích này. Đây, mình kích nó lên nhá. Đây, đổi nó lên. Ok chưa? Cái dòng này là dạng bơm dầu thủy lực quý vị nhá. Bơm dầu thủy lực nhá. Đấy, nó lên này. Nó lên để xem nó lên tối đa của nó là. Đây, nó là hết rồi nhá. Tối đa của nó là rơi vào tầm cái này là 15 phân nhá, lên là 15 phân cho em này. Nhá, còn cái lúc nào mình muốn hạ xuống thì mình đây, mình cho vào nhá, mình xả ra nhá, xả dầu ra nhá. À, xong mình ép xuống này. Đấy. Ép xuống quý vị nhá, là nó sẽ xuống cho em này. Và cái này nó có mình có thể tăng thêm được chút xíu này. Đấy, đây là con ốc này mình tăng giảm nhá. Nhiều lúc nó một phân nữa mà mình không thể chơi được, nhưng mà cái này nó tận dụng được 2 phân nhá. Đấy, tận dụng thêm được 2 phân này. Không biết bao nhiêu phân này thì mở ra. Đấy, nó đồng khá dài quý vị nhá, nó đồng khá dài này. Đấy, ok chưa? Rồi, mình nâng nó lên. Rồi, còn nó nâng hạ nó lên kích thêm nhá.
rất chi là ok. Rồi quý vị anh chị em bà con của bác mình chuyên sửa chữa hay là gì đấy thì cứ ơi em nhá. Đấy, nó lên này, cất lên nó được vài phân nữa, thoải mái nhá, nâng lên này. Nó nâng lên nó cũng 7-8 phân, 9-10 phân luôn nhé, không phải ít đâu. Đấy, còn nữa nhá, đây là em chiếc tay thôi. Đấy, còn nó lên được tầm 10 phân nữa quý vị nhá. Đấy, rất là ok nhá. Rồi ai quan tâm thì alo. 280.000 nhá, 280.000 là giá chưa bao ship đâu anh em nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì ơi em này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Mấy cái này thì nói thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn, cực kỳ thích nó nhá. Đây, và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này, ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp qua quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa, đấy, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, đấy, thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Rồi, thanh lý giá sụp sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo các gà Hàn Quốc nhá. Đấy, một cái lô mà nói là kéo các gà Hàn Quốc bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nhá. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng nữa thì nó gài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn, bao bền bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Kéo các gà các đùi gà, các thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều, thanh lý cho quý vị về mình xài này 90.000 một cái nhá, với giá 90.000 thôi. Đấy, cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây, làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này, cực kỳ ok, ngon khỏe, bao các đầu cá luôn nhá, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mở luôn nha, thấy chưa? Bóp vào nó, và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo này nhá, để giữ sơ cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sơ cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nha. Đó, hôm nay em có về tiếp theo cái lô khè ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga từ đồng nhá. Đây là nó từ đánh lửa Garito. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều, nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này, máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhé, máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Đấy, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá.
thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay mình vẫn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá, à, dây để lòi ra cho mình đây. Sợi dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Găm là bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và thì bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, khóa hủ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hú như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá, bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đấy, một cái lô khóa hú, em về cái lô khóa hú này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ, nếu bác nào mà không muốn hú thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hú một bên không hú nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy mày, quả pin nhá, pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hú này. Siêu ngon luôn quý vị nhá. Để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái mẫu sản phẩm này nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhé, hai thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cucu, hàng Hàn Quốc cho em nhé, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng cho em này, đèn màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá, với dung tích nó in trên bao bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đấy là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hay đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhé, sạc bằng năng lượng mặt trời như này và mua gì cũng nó ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá, đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1,5V ấy, thì 3 quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi, giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này. Đây, hàng rất là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng bắn những con vít nhẹ nhá. Cho em này bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này, dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này, hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá, vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá.
Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đây, vít bắn gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy. Là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoan sắt, khoan gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoan tường, em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đây, ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm này. Đây là hàng này, là hàng công ty cao cấp quý vị nhá. Đây hàng này là Botchun này nhá. Đấy, hàng tem đốc luôn. Đấy, cực kỳ là ngon, một con bu lông 2 trong 1. Đấy, đầu bằng tôn bằng vít nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Máy theo kèm là 2 pin 10 cell này. Sạc bàng lớn cho em này. Motor từ không thang nhá. Đấy, đa năng, có thể bằng tôn bằng vít, cực kỳ là ok. Và bây giờ em sẽ test thực tế cái độ khỏe của nó nhá. Một con vít này, bằng vít này là vít bằng gỗ và dài 10 phân nhá. Bắn cho quý vị cùng xem luôn này nhá. Đấy, một tay thôi nhá. Đây quý vị nhìn thấy nhá, bắn cực tràng luôn, quá phê luôn. Đấy, bao khỏe nhá, máy bao khỏe. Cực kỳ là đã quý vị nhá. Đấy, những cái mẫu này thì em bao cho tất cả quý anh chị em bà mình đi bằng tôn này, bằng vít này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đảo chiều ra luôn nhá. Quá wow, ok quý vị nhá. Rồi, giá bên em đang sale cực kỳ sẹp sàng luôn cho toàn thể quý vị bà con của mình nhá. Với giá 580.000 nhá, 580.000 là một bộ 2 pin 1 sạc theo cho em như thế này. Cực kỳ hàng cao cấp nhá. Đấy. Giá siêu rẻ. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. Và đặc biệt đây là cái mẫu xài bằng chân pin phổ thông quý vị nhá. Đấy, chân pin này thì rất là thông dụng luôn. Quý vị nhà có máy khoang pin này như nào ấy, là đây gọi là chân pin phổ thông nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể mua thêm pin thay thế sử dụng pin rất là dễ nhá. Rồi, với một cái bộ comble đầy đủ như này, máy gồm có 2 pin, một sạc nhá, sạc là sạc lớn này, 2 pin một sạc nhá. Và được tặng kèm theo là 5 cái lưỡi cắt cỏ này, 5 cái lưỡi cắt cỏ mềm nhá, bằng nhựa, và một cái lưỡi cưa và 2 cái lưỡi dao. Rồi, phụ kiện theo kèm là đầy đủ như này. Đấy, lá trắng đầy đủ, cầm tay cầm đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình với cái giá là siêu rẻ luôn nhá. 580.000 thôi, 580.000 một cái bộ máy gồm có 2 pin, hay các cỏ xài pin cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Xin chào toàn thể quý anh chị em bà con của bác nhá. Đấy, ngày hôm nay em lại về thêm một cái lô cái mẫu sản phẩm này, là cái mẫu cân bằng tia laser bóng led siêu sáng quý vị nhá. Đấy, cái màu này là nó là 5 tia xanh cho em. Đấy, một cái màu đỏ mừng rất là đẹp luôn nhá, 5 tia xanh có cảm ứng luôn. Và cái phụ kiện theo kèm của nó là gồm có 2 cục pin quý vị nhá. Đấy, máy 2 pin này, máy thì 2 pin. Đấy, pin này một pin đây và pin sửa cua đây quý vị nhá. Và có rơ móc điều chỉnh tia luôn này, và sạc theo kèm. Hộp thì hộp hộp nhôm nhá, hộp nhôm nha em, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì đây là cái sản phẩm 5 bóng led, 5 tia bóng led siêu sáng luôn. Phải nói là siêu sáng và tia siêu nét luôn quý vị nhá. Và nút đây là nút cảm ứng nha em này. Nút cảm ứng nhá. Đấy, nút cảm ứng nha em này. Chỉ cần mình sờ như này là đã ok rồi. Đấy, thấy chưa? Tia là tia siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, một tia ngang và 4 tia dọc cho em. Tia là siêu nhỏ siêu sáng luôn. Thì cái màu sản phẩm này ấy thì nó có kèm thêm cái chân này, một chân một cao 1m2 cho em nhá. Này, nó như vậy và tia nó như vậy đấy quý vị ơi. Đấy, về một cái lô sản phẩm này thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá siêu rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nhá. Rồi, với giá chỉ có 1.350.000. Đấy là em ship về từng nhà. Và bảo hành tia là cân chỉnh lịch tia hay là bị hư hỏng là trong vòng 6 tháng nhá. Đấy, còn ngoài ra thì quý vị có vấn đề gì lịch tia thì gửi em bảo hành cho, không có vấn đề gì hết quý vị nhá. Đấy, một cái sản phẩm siêu chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình này.
ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nha. Hôm nay em có về lại cái lô sản phẩm thùng đựng đồ nghề mini cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây thì cái mẫu sản phẩm này thì quý vị mua về mình đựng những cái chi tiết nào nó nhỏ nhắn xinh xắn thì ước mua cái mẫu này cho em nhá. Và đây em đo cái kích thước cụ thể của nó luôn nhá. Cái bề dài của nó là 30 cm này, và cái bề ngang của nó là 15 nhá, bề ngang 15 này, và chiều cao của nó thì cũng là 12 cm này. Đấy, đây là cái mẫu thùng đựng đồ nghề mini. Ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình với một cái giá siêu rẻ luôn nhá. Chỉ có 60.000 một cái thôi. Đấy, giá bán chơi cho vui cho toàn thể quý vị mình về sử dụng nhá. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình một cái mẫu sản phẩm. Đấy là một cái máy sấy tóc nhá. Đây mẫu máy sấy tóc mini này, công suất của nó là 100W quý vị nhá, 1.000W nhá. Đấy, công suất là 1.000W cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó có hai chế độ quý vị nhá, nhanh và mạnh và nhẹ cho em này. Đấy, thì phụ nữ là đàn ông là trẻ em gì cũng xài được hết, cực kỳ là hay luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái giá siêu rẻ luôn nhá, chỉ có 35.000 đồng một cái thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Rồi quý anh chị em bà con của bác mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu sấy tóc này thì mùa đông mùa hè hay là các học kìa, các em học sinh ấy, ai có nhu cầu đến sử dụng cái này thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em về một lô sản phẩm quý vị nhé. Đây là cái màu đèn bắt muỗi, nó là vừa đèn bắt muỗi vừa đèn ngủ luôn. Đấy, ban đêm thì mình có thể treo ở tường trong nhà như này, vừa đèn trang trí luôn quý vị nhé. Một cái màu xanh, nó rất là đầm mắt nhá. Rồi ngày hôm nay về em sẽ thanh lý với giá sập sàng cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu này, với giá 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái thôi. Đấy, một cái đèn lồng bắt muỗi như này, và đây là cái đế này, cái đế để mình lúc nào đầy muỗi thì mình đổ nhá. Đấy, nó vào nó giật chết này, và thì nó sẽ xuống như này, mình để tháo ra đổ nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rồi màu sắc rất là đậm mắt này, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này, với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn, lớn nhỏ hay là từ người lớn người già trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạt tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ sắc nét nhá. Rồi hàng thì trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi nhá. Rồi sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc vào đây cho nó lịch sử nhá. Rồi 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đây, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đồ Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mình này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Rồi em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái mẫu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhá, máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 mà một cái nhé, 15.000 một cái, còn 18 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm
thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi mục tất một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao trên chiến công trình đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nhá. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc đấy, nó để có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Đây mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá, đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi mục tất một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu riêng nhìn cái mở của nó này. Đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nha, mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá. Cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chú ý, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong thôi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này. Thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhé, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhé. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con mua của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá. Nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy, thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4L này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy,
nộ cực kỳ là sướng luôn quý vị nha, và có dấu này nha, có dấu nha. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần hai ba cái này. Đấy, mình lên đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nha, cực kỳ là ok luôn, khoang không bao giờ bị lệch tâm nha. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý xả hàng cái lô sản phẩm dê chuyền đổi nguồn quý vị nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm mình chuyển nguồn từ 220 xuống 110 nhá, dành cho những cái sản phẩm như máy khoan này, máy mài này, máy cắt nhá, đấy cầm tay cực kỳ là ok nhá. Rồi thì cái mẫu sản phẩm này thì mình đào nó đã ghi chú sẵn là trên này luôn này, đấy, bằng tiếng Việt luôn nhá. Rồi dành cho những cái sản phẩm dành cho những motor có chổi thang này, nói chung là động cơ không có bo mạch nhá, không có bo mạch điện tử là xài cực kỳ ok, vì nó là chuyên dùng dành cho nó nhá. Rồi với là 3000W này, đấy công suất của nó là chiều đến là 3000W 30A nhá, cực kỳ ok, 110V đấy, từ 220 chuyển 110V nhá. Thanh lý giá sập nguồn luôn, 90.000 một sợi nhá, giá 90.000 một sợi cho em. Tiếp theo hôm nay em có về một cái lô sản phẩm, đấy là cái thùng đồ nghề cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây đó có 3 size nhá, 3 size cho toàn thể ai có nhu cầu đến cái mẫu lớn thì có lớn, có bé nhá. Đây đầu tiên đây là cái mẫu bé này, mẫu bé thì cái đường kính của nó quý vị ơi, đây là 35 nhá, 35 chiều dài nhá, và chiều rộng thì nó là 15 cho em này, đấy, chiều rộng này nhá. Rồi và cái thùng thứ hai đó là thùng 40 này, 40 là đó là size trung cho em này, và thùng bự là nó là 42 nhá, 42 45 gì đây, 45 này nhá. Rồi thì giá của mỗi thùng thì cái này là 150.000 nhá. Đấy, thùng bé nhất là 150.000, còn thùng vừa thì nó là 220 nhá, thùng vừa 220 cho em, và thùng bự nhất là 250 nhá, thùng bự nhất 250 cho em này. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá, ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, thì hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi, đấy, cực kỳ là xịn sò. Nên em có về lại cái lô sản phẩm nguồn dây điện nguồn quý vị nhé, gồm có phích cắm, ổ cắm đầy đủ cho quý vị mình này, dây dài 30m nhé, với nguồn này dây dài 30m cho em này, giá siêu cực rẻ luôn, hôm nay về số lượng cực kỳ là nhiều quý vị nhé, đấy về bạc ngạc bao nhiêu luôn, em thanh lý giá rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá 140.000 nhá, 140.000 mua về mà xài cho nó sướng cuộc đời quý vị ơi. Đấy, giá này giá rẻ, giá thanh lý lỗ rồi nhá. Rồi ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm nhân 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi, hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn, 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn, 2 ti này. 2 ti này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm 2 ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Hay 130.000 quý vị nhá.
Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái mẩu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái mẩu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg nhá. Cân được 10 kg này. Bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi và có tặng kèm theo một cái hai quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con các bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiền lời và gọn nhẹ nhá. Rồi nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đấy nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan khắp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đây, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đây vào hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàn luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá. 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, mà nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Ôi, làm trong lô trong đồ cả kiểu đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi thanh lý tiếp tục cho toàn thể quý vị nhé. Một cái mẫu sản phẩm này là một cái dây lấy rạc nhé. Đây là cái mẫu dây lấy rạc mềm này, hay bằng lo xo nhá. Mình có thể bóp cái này ra là nó tòi cái đầu này ra cho em nhé. Đấy, để em thử cho quý vị cùng xem không này nha. Nó lòi đầu ra này, nó lòi đầu ra trong này nhé. Đầu này đấy là mình móc rạc, mình kẹp lôi rạc ra cho em nhé. Cực kỳ là dễ sử dụng luôn nhá. Đấy, mình có thể bóp cái kim tiêm như vậy là nó sẽ tòi đầu ra, hoặc là mình sử dụng thôi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một sợi thôi. 25.000 một sợi quý vị nhá, cực kỳ là rẻ luôn. Đấy chưa? Đây, nó lòi ra này, thấy chưa? Đấy, mình móc thôi. Đấy, móc rạc nhá, cực kỳ ngon, thấy chưa? Quý vị nhìn ra, móc lên cái này luôn. Đấy, 25.000 một sợi cho em. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28 cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá. Tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này. Có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái mẫu sản phẩm này về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm. Đây là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chạy trên shop Bombo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày để dài nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, cái lớp đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10 cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp mình đựng theo nhá. Đây như này để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi nay em có về thêm cái bộ giác hơi này. Bác nào thường xuyên mà đau mỏi nhờ lưng ấy thì mình nên sử dụng
dùng một cái bồ này này, cực kỳ là ngon nha, bầu để nhức mỏi này. Đấy, giảm nhức mỏi cho mình nhé. Có bơm này, có đầy đủ các cái nhiều chi tiết như này. Đấy, cái đầu bơm này, đầu bầu như này nhá. Đấy, lo có nhỏ có bé có này. Thì thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Giá 70.000 quý vị nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay cái lô dây thắt lưng cá sấu lại về hàng quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp luôn này. Đấy. Thấy chưa? Một cái mặt này, hình cá sấu này, da này, cực kỳ xịn sò luôn quý vị nhá. Nhìn cái hộp không rồi biết là mê rồi nhá. Nhìn cái hộp không là biết là hàng là cũng khá cao cấp và xịn sò rồi. Thấy chưa? Da cực kỳ là đẹp nhá. Hôm nay thanh lý với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 một sợi như này nhá, nằm nguyên trong người hộp. Hay quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái lô sản phẩm, đây là cái màu kéo cắt cành quý vị nhá. Đây là một cái màu kéo cắt cành này, hàng này là hàng cũng khá là xịn này. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay em bao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình với một cái giá là kịch sàng kịch cột luôn nhá. Với giá chỉ có 26.000 một cái thôi, để cho phục vụ cho bà con của bác mình ấy. Tỉa cây tỉa cành để chơi Tết mùa xuân năm nay nhá, cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, số lượng thì có bao la luôn. Đấy, anh em bạn có nhu cầu quan tâm thì alo này. Rồi tiếp theo quý vị nhá, hãy chiều chiều mình là nhớ chiều chiều này, hãy cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này, có đèn nhá, ghim điện 220 quý vị nhá, ghim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vị nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vị dài dằng hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái màu này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này. Đấy, mốc nhanh thì về ăn đồ nướng quý vị nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có thuốc vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ có một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình sẽ xem luôn nhá. Đấy, xem mức luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Hay mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm là dây ống hơi nhá. Dây ống hơi này, dây lò xo nhá. Đấy, dài của nó là 15 m này, tổng chiều dài 15 m quý vị ơi. Và dây này dây xịn nhá quý vị nhá, dây xịn Ultra luôn. À, cực kỳ là ngon. Dài 15 m này. Với là em sẽ tặng kèm theo cho mình một cái súng nữa nhá, một cái súng để xịt luôn. Đấy, tặng kèm theo một súng xịt và một dây buộc dây hơi theo kèm như này nhá. Đây, một bộ như này em thanh lý cho toàn thể quý bà con ngoài mình á, với giá là 150.000 nhá, 150.000 một cuộn dây hơi dài 15 m và súng theo kèm. Rồi nay em về lại cái mẫu sản phẩm mà đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhá. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhá. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này cực kỳ là đã luôn.
bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin của những cái quả máy khoang pin ấy, đấy là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này, đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, bà hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé, hay một cái mẫu Zippo, hay hàng bao đẹp luôn, hay bao bao nó như bao xanh điều nhá, dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá, có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn, hay về nhiều quý vị ơi, hay thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này, em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhá. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có bốn lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cái cầm ngon. Rồi, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này, nhấn đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bạc mình mua về xài cho nó sướng nhá. Rồi, anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em này. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đấy, khóa này là khóa chống cắt, khóa chống cắt cho quý vị này. Đấy, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5cm nhé. Đấy, đường kính 50mm này, nó có 3 chìa khóa theo kèm, khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi, giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy khò nhiệt đất mắt cực kỳ xịn sò nhé. Đây là cái mẫu hàng Thái Lan, hay xài điện 220 cho em nhé, với công suất cực kỳ lớn luôn, 2000W cho em, và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C, 1000W là 350 độ C nhé, và 2000W là 6000 độ C này, cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhé, nhầm 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn, hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi. Đấy, thanh lý với giá 330.000 nhá. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhá. Đây là cái mẫu đế để mình là khoang bàn. Đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy, cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoang này. Đấy, mình khoang thành một cái đế khoang bàn nhá, cực kỳ là đẹp và xịn sò như này, nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá, giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái đế cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bàn thành một cái máy cắt bàn này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhá, thành một con máy cắt sắt bàn này, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhá, là xài được cái mặt bàn này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhá, giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi.
quý anh chị em bà con cô bác mình quan tâm thì alo cho em nhé. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhé. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình này. Với cái dung tích của nó là 2 lít rưỡi quý vị nhé. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đây, hàng Cucu này, hai lớp nhá, máy trong thủy ở trong là inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con cô bác mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn, với giá chỉ có là 120.000 thôi, 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm cái bột nhé. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Là nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng nó xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lọ là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lò ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lò là 100.000, còn 1 lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nha. Tiếp theo có về thêm cái màu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái màu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé, gồm có 5 cái cho em. Cái cái lớn nhất thì đường kính nó là 18cm này. Và nó nhỏ dần nhá. Đấy, và có nắp đầy đủ như này. Rồi, một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy, và nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái mẫu này ấy em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn, nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có là 38.000 nhá. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu tỉa lông mũi cho bà con của bác mình nhé. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái màu tỉa lông mũi nhé. Đây là cái màu tỉa lông mũi bằng tay. Nó cực kỳ là gòn nhẹ và tiền lời sử dụng nhé. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó, mình nhấp như này nó tự ngắt, tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất kỳ là dễ sử dụng nhé. Nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé. Với giá 40.000 một cái này. 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm nồi chiên không dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhé. Đây là cái mẫu nồi chiên không dầu lồng ngang và dung tích của nó là 12 lít nhé. Đây là nồi sức của nó đây, cực kỳ là xịn sò luôn. Đây là hàng nồi đĩa Đài Loan quý vị nhé, phải nói chính xác là như vậy. Đây là cái hàng mẫu Kamen này, 12 lít nhé. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, có kính này. Kính này là mình có thể nhìn thấy bên trong, đây quý vị nhìn thấy chưa, đây là mình có thể chiên, mình nhìn thấy bên trong luôn, cực kỳ đã nhá. Rồi, gồm có sợi đốt này, đây sợi đốt thì đó, lá quạt ở đây luôn. Nó tản nhiệt cực kỳ là xịn sò luôn, mình có thể nhìn thấy không nhá. Đấy, mình chiên nướng con gà như nào thì tùy theo mình nhá. Và nó là có hướng dẫn đây này, hướng dẫn này bên trên nhá, hướng dẫn bên trên, hướng dẫn là mình nướng cái gì, chiên cái gì thì nó theo cái nhiệt độ, hai nút chỉnh ở bên này nhá. Đây là chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho mình này. Nó hàng cực kỳ là xịn sò rồi. Em nay em thanh lý với giá chỉ có là 730.000, nhưng có quà tặng là quý vị nhá. Đây, xeo giá rồi, 730.000 có quà tặng theo kèm này nhá. Một cái thìa vàng cho mình này, hay một bộ thìa vàng cho mình nhá. Đây, hàng cực kỳ là xịn sò. Quý anh chị em bà con quà mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái màu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhá. Đây là cái màu kìm mỏ quà hàng Nhật cực là xịn sò luôn. Đây là màu này, là màu lớn nhá, màu kìm quà lớn nha em này. Đây, cái màu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhá. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân cho em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái màu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nhá. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá.
Đây là mẫu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng và nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiện lợi, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Hôm nay cái mẫu búa lùn cho quý vị nhé. Đấy, ngày về một cái mẫu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng 5 sao nhá. Búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhé. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này với giá chỉ có 38.000 nhá. 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này. Đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá. Nhổ đinh, đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhẹ cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhá. Đây là cao dáng vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dáng. Dáng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá. 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nha. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nha. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nha. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nha. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nha. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nha. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là, đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhé, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhé, nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi, có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi, nay thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhé. 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Em lên một cái tuyệt phẩm máy khoan pin cho toàn thể quý bà con của bạc mình nhé. Đây là một cái mẫu khoan pin hàng công ty Homoki nhé. Hàng cực kỳ là siêu chất và đẹp luôn nhé. Motor thì mua motor từ lớn này, cực kỳ là đạt luôn này. Dòng motor từ không thang nhé. Đầu kẹp 13 ly Autolux nhé. Ba chế độ khoan tường, bắn tôn, bắn vít nó trong em bao nhé. Có tay cầm trợ lực. Cái mẫu này thì các anh mà đi làm thở điện lạnh ấy, khoan lỗ khoét lỗ á, P60 cực kỳ là ngon luôn nhá. Với một cái dung lượng là hai quả pin 15 cell nhá. Hai quả pin 15 cell hàng công ty bao chất lượng luôn, xịn sò cực kỳ là đạt luôn nhá. Sạc bằng nhanh ram này. Hàng cực kỳ chất luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể cell này, cell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình với giá chỉ có 1.500.000 nhá. 1.500.000 một bộ com lê gồm có hai pin 15 cell, một thân máy đấy và sạc bằng như này nhá. Pin thì có chế độ đèn báo pin luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quý anh chị em bà con của bạc mình á, mà đi công trình này, hoặc là làm gia đình này, nhất cái nách luôn quý vị nhá. Rồi, có qua mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm
Đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con các bạn nha. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhé. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan. Bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Nha, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ở đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhá, và các đầu nối theo kèm, các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này. Mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Để quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cái màu sản phẩm máy hàng quý vị nhá. Đây là một cái màu sản phẩm máy hàng mini dòng 200 nhá, MMA 200, có nút điều chỉnh dòng này, có đồng hồ báo dòng này, hàng bóp test. Đây là một cái hàng công nghệ của Nhật quý vị nhá, nhân sản xuất tại Thái Lan, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Với một cái mẫu hàng này thì em bao cho tất cả các anh em công trình mấy máy xếp máy che ấy, hoặc là mình hàng sắt hộp ấy, thì em bao luôn nhé. Que 2 ly 6 và chấm tỉa 3 ly 2 bao cho anh em nhé. Rồi, cặp hàng nhỏ này và phụ kiện theo kèm gồm có kìm màng kẹp mát này theo kèm đầy đủ nhá, mô hàng đánh rỉ và đôi găng tay. Đây, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và xịn sò như này em sẽ sell cho toàn thể quý vị mình, bà con của bà mình ấy về sử dụng với giá chỉ có là 680.000 là ship về tận nhà quý vị nhá. 680.000 là ship về tận nhà này, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp. Đấy, quý anh chị em bà con của mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái màu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình nhá. Đây là một màu bằng tôn hàng cao cấp xịn sò luôn. Đây, đầu bằng tôn là 500 này là hít cực kỳ là chắc chắn nhá, 500 này là 500 xịn nhá. Rồi, mình bắn không bị rơi 500 này. Và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít băng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi, với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 25.000 thôi. Anh chị em bà con của bạn mình quan tâm thì ở em nhá. Tiếp theo em lên một cái màu sản phẩm, đấy là cái vòi xịt đa năng cho quý vị nhá. Đây là cái màu vòi xịt tăng áp này, cực kỳ là đạt luôn. Đấy, với là cái một cái sản phẩm mà thấy chưa, đây là mic bằng đồng nhá, đầu bằng đồng, nối nhanh bằng đồng cho em này, và đây là bằng kim loại. Mình có thể tăng giảm ở đầu này nhá, có thể xòe này, có phải tia nhỏ này để mình tăng lên cái áp lực thì mình xịt những cái vết bẩn cho đi nhá, vết bẩn vết chơi nó đi cực kỳ là dễ dàng này nhá. Và được tặng kèm 3 cái đầu nối này. Đấy, đầu này là vào cái đầu Rumene nhá, và nối nhanh. Đấy, nó là nối nhanh như này rồi, mình có thể đấu nối cực kỳ là khỏe luôn. Đấy là quý vị, cái này cho vào Rumene, cái nào cho vào lắp vào, và đây là đầu dây, và còn cái này đưa vào đây nhá. Rồi, thao tác cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ như này thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 70.000 nhá. 70.000 một bộ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu sử dụng thì mua về xài nhá. Có nhu cầu alo cho Tân Phúc quý vị ơi. Em lên thấy cái một sản phẩm kìm bấm chết nhá. Đây là một cái kìm bấm cao cấp xịn sò cho toàn thể quý bà con của bác mình về, nói chung là xài cực kỳ là đã nhá. Rồi, đây là hàng Kazuko nhá, Kazuko của Nhật luôn, xịn sò cực kỳ cao cấp nhá. Rồi, có vỏ bọc nhựa này, chống trầy trượt, chống trơn trượt khi mình sử dụng á. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng này là hàng mà nói là đỉnh của chóp nhá, cao cấp luôn. Thép CRB cao cấp xịn sò. Đấy, được in trên sản phẩm luôn nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá 140.000 nhá. 140.000 một cái như này. Đấy, quý anh chị em bà con các bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên theo cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sale cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto, auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì
khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái cánh hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình có thể nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm mà tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây là tô vít đóng đóng này, là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiều này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây, hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điều mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ, gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tân Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hit mà cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì hàng nhá. Em xin tiếp cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20B luôn, 20B siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây, mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con của bạc mình. Đấy, tặng kèm theo một cái matcha mini nhá. Rồi, matcha mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên một cái màu bơm một ống cho quý vị bà con của bạc mình nhé. Đây là cái màu bơm một ống này, là ống lớn nhá, ống cực kỳ bự luôn, bê tông lớn cho em này. Em bơm này thì bơm xe máy, xe đạp, xe đạp điện cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đấy, vòi thì vòi có bọc bằng chất liệu chống vỡ này, cực kỳ là đã, có đồng hồ luôn nhá. Rồi, có tặng kèm theo mấy cái kim để bơm phao này, rồi bơm bong bóng này, bơm với là bơm bơm bóng nhá, bóng đá đấy. Đấy, bơm cực kỳ là khỏe luôn quý vị ơi. Đấy, ngày hôm nay sale cái sản phẩm này với giá chỉ có 80.000 một cái nhá. 80.000 thôi. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Đấy, Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá. Hàng kim khí
giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 là có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip bao xịn sò. Rồi hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. 10.000 một cây nhé, số lượng thì bao la, anh nào xỉ lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít, bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác sao, giác bông, giác bi, đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng bao xịn sò. Đấy sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là vip luôn. Đấy một bộ như vậy là 50.000. còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, bông ấy, đấy bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy, là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy sẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình. Đấy để em bóc ra một bộ đây, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây thẹp CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy được dập nổi trên trên thân luôn này, cực kỳ là xịn sò luôn, siêu bóng bẩy luôn nhá, chống rỉ đấy, cực kỳ là vip luôn, siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy chỉ có 55.000 một bộ nhá, 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít, đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này, tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, phải có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L chữ T như này, mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá, có thể rút cái đầu này ra này, mình có thể rút ra, rút cái đầu này ra nhá. Đây rút nó ra và mình giặt lên đây này, nó là tăng giảm cho em nhé, nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào đấy, nhấn nút vào cho nó vào, ok chưa? Đấy em một tay nhá, đấy một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây em vào đây nhá, đây cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy hai đầu luôn, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này, 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo, cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi, đấy bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy, đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi nhỏ gọn siêu đẹp như này, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ vip nhá. Rồi bác nào cắt lông bụi cũng cắt được luôn, tỉa lông bụi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi hàng là bao ngon rồi, hàng là hàng nội địa Taiwan, nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy cực kỳ là ngon luôn, là hàng liên doanh như này. Rồi sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy cực kỳ là ngon nhá, 55.000 nhá, anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em, có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá, anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này, còn trước này là thường số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi thước 7,5 m quý vị nhá, thước 7,5 m cho em, hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá, xì lệ đầy đủ hết. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhá. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60g nhá. Rồi nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhá. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, inox là gì cũng sáng được hết, gạch men, gạch đầu, cái dáng cực kỳ là ngon nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhé. Rồi thì 25.000 một tiếp nhé, 25.000
quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, mà còn còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mát như chẳng hạn như mình bỏ trong bao bóng nhá, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng, ok nhá. Tiếp theo ngày hôm nay em về thêm cái lô, một cái lô sản phẩm nhá. Đấy, đây là keo điện hàng Nhật Bản, cực kỳ là ngon luôn, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ có hai loại này, một loại 7.000 nhá, một loại 7.000 cho em là cuồng lớn này, cuồng lớn nhá, 7.000. Cuồng này thì nó thật, quý vị ra quán mua thì tầm mười mấy nghìn cơ. Đấy, 7.000 một cuồng này, còn lại 5.000 nhá. Đấy, cuồng mỏng 5.000 cho em. Đấy, cuồng mỏng 5.000 cho em nhá. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ là hay luôn, thì nó đỏ trong vòng tầm một phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá, đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn, và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ từ sáng đấy, có gì cần gọi nhất nhất có ánh ánh sáng đi qua là nó sẽ từ phát sáng cho mình này, nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này, một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá, về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, ở các cổng luôn, khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhé, cực kỳ hay. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Tiếp theo em về là cái bộ sản phẩm bộ combo nhé, bộ sản phẩm vòi xịt, cái đầu xịt tưới cây này, tưới hoa này, rửa làm vệ sinh này, cực kỳ là đã nhé, có tay cầm nhé, có tay cầm luôn, có vòi bóp nhé, mình muốn ngắt ngắt muốn tắt tắt, và có tặng kèm hai cái đầu nối nhanh này. Thì một cái bộ như này thì hiện tại bên em đang bán với giá chỉ có 100.000 một bộ nhá. Đấy, quý anh chị em bà con nào quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, hàng bao chất bao xịn sò luôn nhá, cũng muốn tia nhỏ tia lớn đi đầy đủ hết nhá. Đấy, tia nhỏ tia lớn đầy đủ hết luôn. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con hoạt mình nhá. Rồi ngày hôm nay tiếp tục lên có một cái số mẫu nhá, đây là hàng nội địa Nhật Bản cho em. Đấy, Yasaki nhá, Yasaki hàng Japan, cực kỳ là xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là xịn sò nhá, còn có tem niêm yết bảo hành luôn, niêm yết luôn nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy, đầu này là đầu Autolock nhá, đầu Autolock, đầu nhựa, đầu kẹp 10 ly quý vị nhá. Còn máy quang này thì mình về mình bắn tôn, bắn vít này, quang sắt, quang gỗ thì ok. Có cả đảo chiều này, đảo chiều điều chỉnh tốc cực kỳ là ngon luôn nhá. Ngày hôm nay sale này, sale với cái giá chỉ có là 230.000 nhé, 230.000 một cái sản phẩm như này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, một con máy bao chất lượng như này, công suất là 370W nhá, công suất của nó là 370W. Đây, hàng Yasaki, hàng nội địa Nhật, cực kỳ là vip. Quý anh chị em bà con của mình làm nghề thì mua con này về dùng nhá. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm bếp từ cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bếp từ Philips hàng Thái Lan, thương hiệu rằng Made in Thái Lan, cực kỳ là vip luôn quý vị ơi nhá. Hàng này là kính cường lực chiều nhiệt độ cao này, và cái cách sử dụng thì nó rất là dễ dàng quý vị nhá. Đầu tiên mình găm điện thì mình bật cái nút nguồn, xong mình bấm cái nút bàn tay này thì nó sẽ hiển thị lên những cái thông số nhá, mình có thể tăng giảm tùy theo dấu cộng dấu trừ tùy theo mình nhá. Rồi, hàng cực kỳ là vip rồi, ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 280.000 một sản phẩm, và tặng kèm cho mình một cái chảo nha, một cái son để nấu lẩu luôn, cực kỳ ngon, để nấu nướng luôn, cực kỳ ngon nha, canh xào lẩu gì cũng được, ok hết. Rồi, quý anh chị em bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình một cái mẫu sản phẩm nha. Một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình á.
thất nội trợ nha, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nhá, hai xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít cho em nhá. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em ấy, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, dao này là gồm có 4 dao siêu bén luôn nhá. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là vip luôn. Đấy, xay thì xay thịt xay cá cực kỳ ngon quý vị nhá. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về sử dụng nha. Rồi 140.000 thôi, giá 140.000. Đấy quý vị anh chị em bà con của bạc mình, đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nha. Đây là cái mẫu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhé, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhé, máy xay thịt nhé. Máy xay 2 lít nha, đây là những cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhá, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhá, 20.000 một bộ. Đó là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi, để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày, nó bị cùng ấy thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ ấy, một gồm có cả một máy xay thịt 2 lít như này, cố ý lúc này thì 160 nhá. 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây, mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em sẽ tiếp một cái mẫu sản phẩm giấy khăn ướt nhá cho toàn thể quý bà con mình này nha. Đây là cái mẫu giấy khăn ướt hình công ong. Cái hàng rất là xịn luôn. Cái hàng này là hàng chất lượng cao quý vị nhá. Rồi mỗi bịch như này gồm có 10, một hộp như này gồm có 10 bịch như này nhá, gồm có 10 bịch nằm trong này. Thì đấy, nào còn tăng kèm theo cho mình một cái hộp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, cực kỳ là vip luôn. Đừng là như này, về xong rồi mình sử dụng cái gì sử dụng nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000. Đấy, 80.000 một bịch như này nhá, 10 bịch và một cái hộp theo kèm cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Rồi, quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái mẫu chảo, hàng cực kỳ là vip luôn quý vị nha. Đây có cái vung đầy luôn ha, bằng kính nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây, hàng là bao dày bao xịn sò luôn. Cái mẫu này thì nó dùng được đa bếp nhá, bếp từ bếp ga, bếp điện gì đều cũng xài cũng được hết nhá, cực kỳ là ngon. Một cái cán cong cong cực kỳ là vừa gọn gàng nhưng mà dễ cầm lắm quý vị nhá. Đây có cái mỏ trẻ tại luôn này. Đây, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 280.000 nhá, 280.000 một cái sản phẩm này. Hàng này hàng của Nhật cực kỳ là vip luôn nhá quý vị nhá. Hàng này là bao ghê luôn, xài là ngon luôn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con mặt mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé. Đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này, inox 2 lớp nhé. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé. Có tay quay đeo này, tay cầm nhé, cực kỳ vip luôn. Và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhé, sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với cái mẫu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này. Cao, chiều cao nó tầm 28 cm đấy, 28 cm cái chiều cao của nó nhá. Rồi, hôm nay em sale với giá chỉ có là 75.000 một bình thôi, 75.000 một bình nhá. Quý anh chị em bà con gặp anh quan tâm thì ở em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Đây là một cái mẫu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhá. Rồi, từ Korea, này hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, cái mẫu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá mà nó là hết bất kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy, một nguyên một hộp như này là gồm có 30 cái nhá. Hộp 30 cái, đấy, bán buôn, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ thì 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con quả cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhá, kéo XK5. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhá. Đây là cái màu kéo XK5 này, đấy, hàng Japan nhá. Hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Cái cán này là cán nhôm đúc nhé, cán nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hàng siêu bén nhá. Rồi, vít
inox này cực kỳ ok luôn nhé. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình, nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhé. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi nha. Màu bạc cho em nhé, màu bạc cho em này 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhé, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ 1 cái là 30.000 cho em nhé. 1 cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nha. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhé. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá và là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhé. Rồi một cái đầu nối nhanh như này, một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi hai sợi thì tùy ý mình nhá, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lời nhanh chóng nhá. Rồi chỉ một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn. Đấy như này đấy, mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhé, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì lắp gì cũng nhanh hết, quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo nhá. Mời Tấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhé, từ mình cưa bàn nhé. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàn cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cụ các đồ các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá, cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Hay một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, nó là một cái hộp này như này nhá, nó chuyển đổi, nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhé, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, những hộp chì màu luôn, với 100 món chi tiết quý vị ơi, cực kỳ nhiều luôn, từ sáp nước này, sáp khô này, chì này, cực kỳ có đầy đủ nhá, màu này, cò vẽ đầy đủ cho quý vị mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Vẽ tranh vẽ này, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con bạc mình ấy một cái dòng sản phẩm đèn pin nhá. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. Nhá. Đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò được cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhá. Một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài và chiên rồng nhá. Rồi cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá, nó cực kỳ là sáng cho quý vị luôn, đã chưa. Đấy, nó hai chức năng như này là quá đạt luôn, và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhá, sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà bằng dây sạc này qua củ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá, 140.000. Đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em đi tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái ngâm chân nhá. Đấy, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mộc cho em. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm, trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi, mình mua về thì có việc ngâm nhá, hoặc là hôi chân hôi các kiểu, đi dở đi dày mà bị hôi á thì về ngâm, cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá.
đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn đấy. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá, 50.000 một túi. Đây là thảo mộc ngâm chân nhá, đấy, cực kỳ là hay. Quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho bà con mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đây là một cái mộc massage mini khăn bướm, vô cùng dễ sử dụng luôn quý vị ơi. Đấy, mình đau nhức mỏi ở đâu, cái mộc này là dạng xung điện nhá. Đấy, giống như mình châm cứu ấy, thì khi mình bật lên chế độ như này, mình tăng chế độ nha, thì tùy theo là mình còn ở giữa nút ở giữa là chuyển chế độ, tùy theo giật mạnh giật nhẹ hay là rung mạnh rung nhẹ thì mình chuyển ở chế độ ở giữa nha. Và khi tắt thì mình giảm hết chế độ trừ thì nó tắt. Và khi mình sử dụng thì mình về mình ghim nhá, ghim hai cái nút này vào hai cái nút ở đằng trong này này, đó, ghim vào đây và lột cái bắp cái bao bóng ở ngoài này ra nhá, và dán đâu ở đâu dán ở đây cho em này. Hàng cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác mà thường xuyên đau vai gáy á, đau mỏi vai gáy thì sử dụng cực kỳ là hay nhá. Rồi, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 30.000 thôi. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Để giải chiến cho cái mùa hè nóng được nhá. Rồi, và khi những cái thời tiết những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhé, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này lồng bằng sắt em nhé, lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhá, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này thì mình có thể là cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, đây xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi, những cái đời trước nó chưa cải tiến nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Hai cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000. Máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bà mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho quý bà con của bác mình nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiền lời luôn quý vị nhé, nên cũng là tiết kiệm điện cho gia đình mình, chỉ đầu tư một lần thôi quý vị nhé. Rồi, đây là một cái màu bóng đèn 500W quý vị nhé, 500W bóng LED cực kỳ là siêu sáng luôn. Và nó có rờ móc theo kèm nhé, có rờ móc theo kèm để mình điều khiển của nó này, auto hay là tự động hàng giờ tùy theo mình nhé. Rồi, và có một tấm đèn năng lượng mặt trời, khi mình lắp vào là hướng vào ánh nắng mặt trời quý vị nhé, để nó nạp pin vào cái bộ phận này thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đấy, tối là nó sẽ từ sáng cho mình chú quý vị nhá. Rồi, nó cực kỳ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đấy, nói chung là sân vườn này, nhà cửa nói chung là mình lắp đều ok hết nhá. Rồi, hôm nay em sẽ sale với cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 350.000 nhá. 350.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo nhá. Tấn Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. Quý vị, đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá, này cực kỳ là đẹp luôn quý vị nhìn ra. Mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá, những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây, tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi, đây là mẫu ánh sáng vàng quý vị nhá, và đấy là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy, một cái giá quá hời luôn nhá, 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Ai cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thời ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nhá. Đây là một cái mẫu massage toàn thân đấy, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nha. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhé, 4 chức năng đấm này, nó có 4 kiểu nhé. Đấy, đấm mu, bấm chân này, bấm lưng này, nó đầu tùy theo nhá. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất là dễ nhé. Đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhé. Rồi, nhấn dự. Rồi, đấy là nó là chạy nhé, hoạt động cho mình là mình đấm thôi. Thấy chưa, quý vị nhìn thấy chưa. Và đây mình tăng chế độ mạnh lên thì mình tăng lên như này nhá. Rồi, còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn dự, lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhá. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nhá.
200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, nhanh nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Em tiếp cho toàn thể quý bà con các bác mình đấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là mùi khoang. Đây là cái dòng mùi khoang. Cái này khoang là khoang tường, khoang bê tông cho em. Mùi này là mùi hai cành nhá. Mùi hai cành cho em này, cực kỳ là ok luôn, là hợp kim đặt trước nhá. Rồi, xài cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. À, cái mùi này ấy, mùi này đặc biệt thì mùi này mình là cái đầu kẹp nhá, dành cho máy khoang đầu 13 ly hoặc khoang pin. Về cái dòng đầu kẹp nhá. Đầu này là đầu tròn này, à, đầu bốn cành này mình sẽ kẹp cái đầu kẹp 13 ly để mình khoang nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh này sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con quạt mình đấy với một cái giá quá hợp lý luôn nhá. 5.000 đồng một mùi thôi, chỉ có 5.000 đồng một mùi nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Tuấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy chấn viền này, máy tông đơ chấn viền nhá, cào râu chấn viền cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đấy, cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhá. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhá, công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn này, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, máy thì bao khỏe rồi, cắt nó nhưng mà cào râu em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình đấy, anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. À, cào trọc chấn viền, cắt tóc cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá, 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì sell kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá và có tặng kèm theo dây sạc này, dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt, hai cái cự để mình cắt tóc này. Ok chưa? Rồi quý vị bà con các bạn mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Trên cho toàn thể quý bà con các bạn mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhá. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhá, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá. Tắt cho em nhá. Rồi, cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này nên thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhé, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000, 35.000 một cây nhé, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn, phải nói chính xác là như vậy nhé. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn, hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tấn Phúc lên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, một cái sản phẩm đèn năng lượng quý vị nhé. Đây là cái màu này là màu bóng đèn móc, đấy, bóng đèn trụ tròn nhé. Đấy, mình có thể móc lên ở bất kỳ ở nơi đâu, tùy mình nhé. Rồi, và cái bóng đèn này nó là tích điện, mình có thể sạc bằng cụ sạc này. Nó có dây sạc và cụ sạc theo kèm nhé. Cụ sạc và dây sạc theo kèm nhé, trong này. Đấy, và đặc biệt em này là có R1 cho em nhé, có R1 cho em luôn. Có điều chỉnh từ xa nhé, cực kỳ là ok. Có chế độ hèn này, mình có thể muốn 3 giờ này, 5 giờ và 8 giờ cho em nhé. Rất kỳ là ngon luôn. Đây, và đặc biệt là em này là xài bằng năng lượng mặt trời, có tấm pin nhé. Tấm pin xài bằng năng lượng mặt trời. Thì ban ngày ấy, thì mình, những đặc biệt là những bác nào bán quán hàng rong ấy, thì mua cái này về cực kỳ là ok luôn. Ban ngày thì mình có thể găm sạc lên nhé. Găm lên mặt trời mình sạc. Còn ban đêm thì mình có thể dùng sử dụng cực kỳ là ngon luôn nhé. Rồi, và mình có thể xài bằng R1 như này. Ok chưa? Rồi, cái lúc nào tối thì như này là nó sẽ sạc, bực em bực sáng này. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Và tắt này, cực kỳ là ok luôn. Rồi, quý vị quan tâm đến cái sản phẩm này thì alo cho em này. Với một cái giá của nó giống là tuyệt đẹp cho quý vị bà con hoặc mình nhá. 230.000. 230.000 một sản phẩm như này, có đầy đủ. À, một cái pin nhá, pin năng lượng và bóng đèn tích điện R1 theo kèm đầy đủ như này. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em xin cho toàn thể quý anh chị em bà con các bác mình cái mẫu sản phẩm băng dán chống dột quý vị nhé. Đây là cái mẫu băng dán chống dột chống thấm ấy,
cực kỳ là hiệu quả luôn. Đấy, cho những cái mái tôn, những cái ông đinh ốc bị rỉ rét ấy, hoặc bị thùng ấy, thì mình dán vào nhá. Rồi tường bị nứt nhá, rồi dán vào. Đấy, hai khe hở cực kỳ là ok luôn. Thì đây là cái mẫu này là mẫu bảng 5 phân nhé, bề ngang của nó là 5 phân. Đấy, thì cái mẫu này em sẽ thanh lý cho mình một cuộn như vậy 20.000 thôi. Đấy, giá quá bèo nhờ luôn nhá. Rồi một cuộn 20.000. Còn bác nào muốn xài loại lớn hơn thì nhá, xài lớn hơn thì đây là cái bảng 10 phân 10cm nhé, bề ngang 10cm cho em này. Đấy, và sẽ thanh lý cho mình là 40.000. Đấy, 40.000, quá rẻ, quá yêu thương cho quý vị bà con của bác mình nhá. Và quý vị mình quan tâm đây, mùa mưa gió bão dột thì đến gần, thì quý vị bà con của bác mình mua cái này về để xử lý cho mái tôn của nhà mình nhá.